đường đời mỗi sương mai thương rơi, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Cảm ơn chiều mây âm thầm quên trôi, làm cơn mưa giăng luôn nhỏ em về. Cảm ơn từng chiều hoàng hôn mai nắng, cho gió lên ngàn sóng vô xôn xao. Cảm ơn bờ tan trắng vừa in sâu, bàn chân nắng vội vàng bước vô mình. Vâng, chào các bác trở lại với kênh của Ngô Cường Video. Đấy, hôm nay lên sóng để theo cái yêu cầu của bác, rất nhiều bác nhắn tin là hướng dẫn để căn một cái chế độ mà hát reverb mà ai cũng hát được. Đó là reverb dành cho karaoke. Và cấu hình em đã chia sẻ cho các bác là chế độ 3 đấy. Là chế độ hát reverb. Đấy, reverb tức là nhiều người hát được. Và đây là hôm nay chia sẻ thêm một cấu hình nữa, đó là dành cho người nhưng còn không biết hát reverb, vẫn thích hát. À, và muốn hát reverb thì đây thêm một cấu hình nữa để dành cho các bác. Tức là reverb này là reverb không chuyên. Thì cấu hình hát reverb của vang số thì bao giờ em cũng trộn cả echo reverb, bao giờ cũng thế nhé. Cấu hình echo em cũng trộn cả reverb, và cấu hình reverb em cũng trộn cả echo. Nhưng cách trộn như nào để tiếng reverb nó thoát và nó vẫn nhẹ và vẫn rõ tiếng reverb, thì hiểu về tiếng echo là tiếng nặng, phải không ạ? Tiếng nặng, chữ a là tiếng nặng. Đó, nặng bao nhiêu là đủ thì theo cái sở thích của từng người. À, và tiếng reverb là gì? Tiếng dày, tiếng kiểu mình nói trong nhà tắm này, tiếng lời của mình nó dày ra. Đấy là, hoặc là nói trong hang động ấy, đó tính rồi. Nhưng trộn như nào để cho tiếng vượt thì là cho người ta cảm giác hát tiếng của mình nó dày. Đấy, nó dày ra. Và tiếng echo thì trong quá trình căn thì bao giờ gì? Tiếng vượt cố gắng các bác này. Cái đuôi vượt nó phải kết thúc sau đuôi echo thì nó mới nghe rõ được tiếng vượt và nó mới phấn khích. Nó mới hay. Cái toàn echo không thì nó rất là cộc. Đấy, hôm nay sẽ hướng dẫn các bác một chế độ là hát gì vượt mà ai cũng hát được, người hát dở cũng vẫn có thể hát được. Đấy, cấu hình này các bác dành cho những bác đam mê, và cũng rất nhiều bác là muốn chia sẻ cấu hình này từ lâu rồi nhưng em không có thời gian, không có nhiều thời gian, thì các bác nghe thử nhá, em đã cài sẵn rồi và tí nữa sẽ chia sẻ chi tiết. Lịch 1 2 5 6 7 1 2. Em ơi có phải ngoài trời đang mưa, em ơi có phải trời đã sáng đông. Đây cũng là những cấu hình mà dành cho các nghệ sĩ hát văn hát chèo đấy. Hát chèo cũng dùng cái cấu hình này chủ yếu. Và em đi căn, đa phần là căn dựa cái cấu hình này để cho các bác hát reverb mà hát văn hát chèo. Đấy. Thì dành cho các nghệ sĩ hát hay đấy, chẳng hạn như hát văn người ta cần cái tiếng vượt như thế này. Vượt dài. Đây là tiếng vượt dài. Nên 1 2. Khoan ơi dù khoan đi. Thuyền quan hoàng mười dầm dìu trên sông, sông nước mình ngã mông, tôn kính ngôi tam tòa, hương ngát bay trong đền, lòng đức hoàng mười thầy nâng nâng. Đấy, ok nhá. Các bác nghe và cảm nhận đấy là cái đuôi vượt nó kết thúc rất là dài và làm cho tiếng của mình rất dày ra, và là mình hát nhẹ và nó vớt lên cái đuôi, làm cho cái cột hơi mà khi những cái bài mà hát khó ấy, thì cái đuôi vượt dài nó trợ lên rất là nhiều. Tất nhiên là tùy từng cấu hình, tùy từng cái thiết bị mới đưa lên được, nhưng về cơ bản là các dòng các bác đây là cấu hình mà các bác có thể căn chỉnh được tất cả các dòng mic. Ok, đấy, em sẽ vào việc luôn nhé các bác nhá. Đầu tiên các bác căn chỉnh phần mic cho em. Đấy, phần mic này. Thì mic thì bác cắt từ 78 nhá. Đấy, HPF mic từ 78 này. Ok, xong chưa? Ấn vào mic tiếp này. Phần EQ 1 thì là cần số 1 là 20 để mặc định này. Tại vì nếu đây em chỉnh bằng tay nên là sẽ làm khác, máy nó sẽ khác. 2 là 31 để nguyên này. 50.6 là để nguyên này. Đấy, cần số 4 là 95 thì các bác cứ để 90. Cái tầm này là bắt được ấy, bắt được các bác nên gain các bác nên 1.2 hoặc 1.5. Q là 1, ok chưa? Đấy, cần số 5 là 170. Thời điểm này là cái điểm này là điểm dễ cộng hưởng giữa bát của mic và bát của loa nên nó gây ồm nên chúng ta hạ cả hai luôn nhé. Nếu tùy từng mic, nhưng mà thường là em giữa căn đến dòng mic như Beyer, mic phổ thông ở Việt Nam ấy. Đây là cấu hình chung nhất nhé các bác nhé.
còn có thể rà dựa theo từng mic nữa. Đấy, cần số 5 là 170 Hz thì là gain âm 2.2 Q bằng 5. Ok. Cần số 6 230 35 Hz gain bằng âm 2 decibel Q bằng 8. Đấy, cắt giải đi, hạ giải đấy. Cần số 7 là 340. Cần này là cần big bop ấy, tức là cái mồm mình hay phát ra tiếng ồm từ bọp 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 ở tiệm này này, cũng phải hạ đi. 340 350 là phải hạ, là Q bằng cỡ âm 0.8, Q bằng 1. Ok. Cần số 8 là 472. Q bằng âm 1.4, Q bằng 8. Gain bằng âm 1.4, Q bằng 8 bác nhá. Cần số 9 này. Đấy, 583. Gain âm 1.4, Q bằng 8. Cái điểm này là điểm big bop ở mồm ấy. Đấy, hay phát âm ở điểm này là hay bị ồm, hay bị tiếng bịch rất khó chịu, hạ xuống một tí. Thì không cắt hết đấy bác nhá, hạ xuống thôi. Cần số 10 là 10.000. Là âm 1.8, Q bằng 0 là 9 bằng khợ, Q bằng 9. Cái điểm này điểm cắt hú này. Thì cứ hạ, các bác cứ hạ đi. Thường thường là mic bayer nó sẽ nằm ở điểm này. Còn mic khác thì không phải cắt nhiều đâu, như Rina Cạc không phải cắt. Kênh 11 là kênh số 10 là 1060. Đấy bác nhá. Là 1.8 Q bằng 9. Cần số 11 là 2200. Đấy, gain âm 3 Q bằng 6. Đấy, cần số 12. Các bác vặn lên này, Q bằng 3050. Gain bằng âm 2, âm 2.8, Q bằng 8. Đấy, điểm này là cắt. Điểm này là điểm nghẹt mũi đây này, điểm nghẹt mũi các bác nhá. Lưu ý chỗ này là điểm nghẹt mũi này, các bác cũng cắt. 13. 4200, điểm này vẫn là điểm nghẹt mũi này. Đấy, điểm nghẹt mũi nó có một khoảng từ khoảng 2000 đến 4000. Điểm này cũng cắt. Q bằng 6, gain bằng âm 3.4. 14. 7700, điểm này điểm chép. Chép thì là âm bằng 2, Q bằng 9. Các bác cứ học theo nhé, đừng sau này modify xong. Đây là em chia sẻ cấu hình nên nó độ chỉnh chính xác thì bảo tuyệt đối là hơi khó. Nên là chắc chắn các bác áp dụng vào là đây những bộ karaoke em phải căn hàng nghìn bộ karaoke rồi. Từ 2015 đến đây mới có những cấu hình chung như này. Đấy, 10 năm là 9003 giải chép, đây là chép mịn của dòng mic này thì cũng phải hạ xuống một tí. Đấy, nếu các bác không hạ này thì phải hạ đường music. Để cho mic nó nổi lên. Gain bằng âm 2, Q bằng 9. Ok chưa? Đấy, xong phần mic nhá. Các bác để ý này, xong phần mic. Ok. Và đến phần main. Main các bác để cho em là music bằng main bằng 100, mic bằng 100, echo bằng dương 60, reverb bằng 50. Reverb là 50. Đấy, reverb là 50. Đấy, reverb là 50. Ok chưa? Đấy, phần main. Phần main xong rồi nhá. Phần main xong rồi. Đấy, không chỉnh nhá. Phần main thì các bác để ý là các bác để phẳng cũng được. Hoặc như trường hợp này là em sẽ các delay các phần main bác để bằng 0 nhá. Đấy, phần EQ này 127 âm.8 cái chỗ này là em cắt xuống. Em cắt xuống vì sao này? Tính ra là cái dòng nó full nó cũng chặn phân tần, những điểm này cũng không thể lên được. Nên là còn để âm 8, âm 6 tùy. Chế độ 2 đây các trường hợp em quan là có sub. Đấy, main bằng cần số 2 là 81. Thì 0.8, dương 0.8, Q bằng 1. Số 3 là âm 170. Gain bằng âm 2.6, Q bằng 2. Cần số 4. Cần số 4. Đó. 2000 âm 2.6 Q bằng 4. Ok chưa? Cần số 5. Cần số 5 là 9007 thì là cho lên dương 2. Đấy, đây là loa đấy, giải chép cái tùy từng loa bác nhá. Thường thường này con loa này em cho lên dương 2 Q bằng 4. Ok chưa? Các bác áp dụng theo thôi. Modify thì tùy ý các bác. Bây giờ vào phần chính là phần echo này. Bác ấn vào nút echo này. Đấy, phần echo thì ấn nút echo đây này. Đây này. Đó, nút echo. Thì echo em có để effect là bằng 100, director là 40 hoặc 35 tùy các bác. Thường thường em để 40, trong chế độ này em để 40 để cho nó rõ ra, hoặc 50. Đấy, chế độ này có thể để 40 hoặc 50 tùy các bác, nhưng tới em đang để 40 nhé. Tiếp theo, cái echo pre-delay đây các bác để cho em là 10 xuống 10 nhá. HPF 140
thì chỗ này là eco mình đang lấy eco dài nhưng mà mình không muốn để nạp, nạp nó rất là xấu. Có thể cắt lên 150, 140, em cắt 140. HPF là 140, NPF là 6000 hoặc 5009, ok chưa? Tiếp theo, delay thì bác để 250 là của nó cũng hơi dài một tí đấy. Còn repeat bác nạp 45 ấy nhá, 45. Tại sao nạp 45? Tức là nạp ngắn thôi, nạp ít thôi thì là nó không độ cái đuôi eco thì mà nó vẫn nhẹ. Nó vẫn nhẹ, cái eco độn độn vào nó nhẹ. Nhẹ cho người hát vẫn hát được. Chứ nếu mà eco mà ta để nạp dài hoặc cho ít đi đấy thì người ta không hát được, nặng lắm. Không hát được. Chuyên nghiệp nhưng chuyên nghiệp dành cho reverb còn là chuyên nghiệp nhưng mà làm sao cho người hát không hay vẫn hát được cơ. Thì đấy mới khó. Đấy. Echo delay của các kênh ra có bác để không, tại vì trong không gian gia đình thì cũng không để delay được. Tiếp theo, phần EQ thì echo thì cần số 1. Các về để 240. Đấy, gain là đấy, gain là 3 âm 3.4, Q bằng 0, à Q bằng 3. Cần số 2 là 1000. Cần số 2 là đâu? À đúng rồi, 1000. Cần số 2 1000 là Q bằng 0, Q bằng 1. Cần số 3. Cần 3 là bác để 4500 hoặc 4700. Đấy, gain bằng âm 5.8, âm 5.5. Q bằng 3. Ok chưa? Xong rồi nhá. Đấy, phần revert. Phần revert thì các bác revert ở phần các bác tăng lên 40%, 50%, đấy, 45. Thì cái này là đầu vào. Thì em đã giới hạn đầu ra rồi, đang giới hạn đầu ra rồi thì các bác đầu vào bác chỉ để như thế này thôi. Đấy, 40 nhá, tầm 45. 45. Direct never tầm cho nên 35. 30 35. Đấy là chế độ revert mà. Nên là cái direct cũng phải sáng đây, nó rõ đây. Cái chuyển đổi nó rõ đây. Thì là càng tiếng nó càng rõ thôi. Còn cái echo thì các bác để vừa đủ thôi. Ok, đây là xong rồi nhá. Xong rồi các bác new. Đấy, xong echo revert. Đấy, à, còn revert time. Các bác new revert time này các bác riêng đuôi dài. Dài thì các bác để nó dài hẳn ra. Là 3500. Còn pre delay là 40. Tức là con kia là 10 hoặc 20, 30. Thì con cái pre delay tức là cái điểm xuất hiện ấy, của con sau 40 giây sau nó mới xuất hiện ấy. Thì cái này nó phải sau. Tức là phần revert bao giờ cái pre delay nó cũng phải sau echo thì tiếng vượt nó mới rõ được. Các bác nằm ngắn quá này nó không rõ. Đấy, tiếng vượt time thì nó 3500, đuôi nó dài ra một tí, dài thế. Đấy, các bác nghe nhá, các bác nghe và cảm nhận này. Ok chưa? Cảm ơn đừng một sớm mai tương xuân, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Cảm ơn chiều mây ước thầm quên trôi, làm cơn mưa giăng đôi nhỏ em về. Cảm ơn chừng chiều hoàng hôn phai nắng, cho gió đêm ngàn sóng vô xuân sâu. Cảm ơn bờ cát trắng vừa yên sâu, bàn chân đang ngồi vắng bước vô hình. Đấy, các bác xem video thấy hay thì like bài và đăng ký kênh cho em nhé. Đây là một cấu hình rất là hay dành cho những bác thích hát revert nhưng mà hát không hay, mà cần cái độ nhẹ và độ bong của revert. Tức là X thì nó trội với echo và trộn thêm cái phần echo dài vào một chút thì nó sẽ sinh động hơn rất là nhiều và rất là hay, rất là dễ hát. Đấy, những cấu hình này là thường em Z cho các bác ở chế độ 3. Chế độ 3 đấy, nhưng mà cấu hình này nó còn nhỉnh hơn một tí nữa. Tức là dành cho người hát không hay nhưng mà thích hát revert. Đấy, ok nhá. Các bác xem video thấy hay thì like bài và đăng ký kênh cho em nhé. Xin chào và hẹn các bác ở những video tiếp theo.